Sao? Thế con ngủ đúng giờ không? Hại một đến hết chủ nhật là con phải làm bao nhiêu việc này từ sáng đến tối vì con hư, thế là mẹ bắt con làm việc cả mùa hè để lúc sang nhà dì ạ cho con nốt hôm nay mới chủ nhật đi. Cũng được. Mày nói thế từ nãy có vẻ tao đỡ phải giải thích không? Mày lại vừa nãy mày lại bảo là Con tưởng mày hiểu con, tao chả hiểu gì, mày dắt đến thứ hai thì thế con nào dạy mày cũng thế cự nó lự. hiểu thế mà. Thế bây giờ đã ngủ chưa? Mấy giờ rồi? Đọc đâu ngon thế nào? 10:03 phút Giờ rồi. thì sao? Kể cả là không phải lịch mới hay lịch cũ thì 10:03 phút cũng phải ngủ được 1 tiếng rồi. Nhưng mà cho người ta hôm nay đi mà Thế hôm nay mày muốn làm gì? xem phim nói Đang xem phim gì đấy? cái kênh này nó kiểu cho story của kiểu Chủ xem phim. xem phim không tìm thấy phim đấy, Lại không tìm nhưng mà ra. cái này cũng là phim, nó có story của cuộc đời của những người gọi là đặc biệt hoặc là những story đặc biệt ấy, kiểu như là Chả hiểu gì cả. Phim tài liệu à? Về các nhân kiểu vật như là à? tài liệu Nhân vật gì đấy? người ta comment chuyện nhá, xong rồi là cái ông tác giả ông sẽ vẽ xong sẽ lồng giọng vào. Có đánh nhau không? Không Có bắn nhau không? không Thế xem đi.